Sáng ngày 23 tháng 3, Ban Thường vụ huyện ủy Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 05 về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, nghị quyết số 06 ngày 7 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, bàn giải pháp về công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ trong thời gian tới. Tham dự có đồng chí Trần Đình Trung, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và đại diện một số ban xây dựng đảng tỉnh ủy. Các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng chủ trì hội nghị. Đảng bộ huyện có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, ban thường vụ huyện ủy đã ban hành nghị quyết số 0506 chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quán triệt một cách nghiêm túc. Trong 10 năm đã tổ chức được 20 lớp quán triệt học tập với hơn 2.300 đảng viên tham gia các ban xây dựng đảng và trung tâm chính trị huyện tổ chức 15 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 2.400 lượt cán bộ cấp ủy, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ huyện. Ban thường vụ huyện ủy cũng đã tổ chức hai cuộc tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, có gần 600 người tham gia. Trong gần 10 năm, toàn huyện mở được 12 lớp bồi dưỡng cảm tình đảng cho 1.081 quần chúng ưu tú, kết nạp được 784 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của đảng thực hiện nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 100% tri bộ thực hiện đúng quy định về sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần nhất là thực hiện nghiêm túc đánh giá sát thực chất lượng sinh hoạt tri bộ thường kỳ. Sau sinh hoạt đã có nhiều nghị quyết được ban hành, các tri bộ cũng đã quan tâm thực hiện tốt việc gắn nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng và chỉ thị 05 về việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt tri bộ thường kỳ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đề nghị các đảng bộ chi bộ cần tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết 05 và 06 của ban thường vụ huyện ủy, kịp thời triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ các đảng bộ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy bí thư tri bộ và cần sớm đưa nội dung cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào sinh hoạt tri bộ